Cô bé này vừa mới chào đời, đã bị một đạo sĩ thần bí đưa vào sâu trong núi tu khổ. Nay đã đến hạn 3 năm. Cô bé trở về gia tộc quyền quý, trở thành tiểu công chúa được cả nhà yêu chiều. Thân mang đạo pháp, chữa bệnh cứu người, tay nghề cao cường, trừ tà diệt quỷ không gì không làm được. Đồ đệ, bây giờ con đã 3 tuổi rưỡi rồi. Sư phụ đã truyền hết tất cả võ công cho con, mà con đã sớm vượt qua sư phụ từ lâu rồi. Sư phụ cũng không còn gì để dạy con nữa. Sư phụ là không muốn miên miên nữa sao? Đây là lời gì vậy? Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Sao sư phụ lại không muốn đồ đệ của mình? Chỉ là sư phụ ở đạo quan phần lớn cuộc đời, giờ muốn ra ngoài du ngoạn bốn biển. Sư phụ là một hán tử thô lỗ, ra ngoài mà dẫn theo một đứa trẻ thì thật bất tiện. Cho nên sư phụ quyết định để con xuống núi đoàn tụ với gia đình. Gia đình là gì vậy? Ngày con ra đời, gia đình gặp biến cố đột ngột. Mẹ con sau khi sinh con ra thì qua đời. Cha con vì sự an toàn của con nên đã giao con cho ta. Giờ ta biết được gia đình con đã vượt qua nguy nan. Cha con đang tìm kiếm con khắp nơi. Con cũng nên xuống núi đoàn tụ với họ. Miên Miên nghe không hiểu lắm lời sư phụ nói. Chỉ là Miên Miên không nỡ rời núi, không nỡ rời Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Hắc, còn có những ông bà chú bác kia nữa. Những ông bà chú bác mà Miên Miên nói thực ra chính là những hồn ma vất vưởng trên núi. Cô sinh ra đã có thiên nhãn, có thể nhìn thấy những thứ này, nhưng đứa trẻ lại hoàn toàn không sợ chúng, còn gọi người ta một cách trẻ con. Đám hồn ma này trôi nổi ở nhân gian đã lâu, khó khăn lắm mới gặp được một đứa bé đáng yêu như vậy, đều vui mừng không thôi. Còn lão đạo sĩ này lại không biết chăm sóc trẻ con. Miên Miên còn chưa biết đi, lúc nói chuyện đều là đám hồn ma này chăm sóc cô. Có thể nói, Miên Miên chính là được một đám hồn ma nuôi lớn. Tối hôm đó, Vương Dã lén lút dẫn Miên Miên xuống núi, trên đường đã chặn một chiếc xe. Đồ đệ, với bản lĩnh của con, những người phàm tục này không thể sánh được chút nào. Sư phụ sẽ không đưa con về nữa. Ông ta nhét một cái bọc cho cô bé và nói tiếp, những thứ trong này đều là thứ con luôn muốn có. Sư phụ giờ đều tặng hết cho con, sau này hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt. Có chuyện gì thì liên lạc với các sư huynh đệ. Mau đi đi. Ý của lão đạo sĩ này là để đứa trẻ này tự đi xe một mình sao? Chưa kịp để cô bé phản ứng và hỏi thì đã không còn thấy bóng dáng Vương gia đâu nữa. Lão phu nhân, cái này, bên cạnh Miên Miên này là một lão thái thái uy nghi lộng lẫy. Lão thái thái vốn thấy một già một trẻ, lại là ban đêm, sợ là đứa trẻ đột nhiên bị bệnh nên mới sinh lòng thương hại, nghĩ đến chuyện đưa họ đi một đoạn. Nào ngờ tên lão đạo sĩ này lại trực tiếp ném đứa trẻ này cho họ, rõ ràng là bỏ rơi trẻ em. Bà ơi, bà có phải ngược đầu tức rồi còn đau đầu khó ngủ không? Lão phu nhân cố chịu đựng cơn đau, lộ ra nụ cười hiền từ hỏi, sao cháu biết vậy? Nhìn là biết mà. Tay Miên Miên thò vào túi vải của mình, lục lọi một hồi, lấy ra một cái lọ sứ trắng, đổ ra một viên thuốc màu xanh từ trong đó, đưa cho lão phu nhân. Bà ơi, bà uống đi, uống xong sẽ không khó chịu nữa đâu. Cảm ơn cháu nhé. Dù biết thứ này không có tác dụng, nhưng tấm lòng của đứa trẻ, lão phu nhân cũng không nỡ từ chối, đưa tay nhận lấy, nuốt vào bụng, sẽ nhanh khỏi thôi. Cháu gái, cháu tên gì vậy? Lão phu nhân tay cầm viên thuốc của Miên Miên, không định uống. Trẻ con thì thích chơi trò đóng vai. Viên thuốc này chắc chắn là nó đóng vai bác sĩ, tùy tiện nặn ra để chơi thôi. Cháu tên Miên Miên, bà xinh đẹp, các người đưa cháu đến Giang Thành nhà họ Giang là được rồi. Lão phu nhân, chúng ta cũng đang đến nơi đó mà. Miên Miên, cháu đến nơi đó làm gì? Sư phụ nói rằng nhà họ Giang là gia đình của cháu, bảo cháu về nhà đó. Người nhà họ Giang, lão phu nhân tức thì xúc động, vội vàng kéo Miên Miên hỏi, cô bé, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Miên Miên 3 tuổi rưỡi rồi ạ. 3 tuổi rưỡi, chẳng lẽ? Lão phu nhân vì quá xúc động, lập tức thở gấp, ngất xỉu luôn, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Thấy lão phu nhân lên cơn, vội vàng lấy ra một loại thuốc. Lão phu nhân, người không sao chứ? Mau uống thuốc đi. Miên Miên nhìn chằm chằm vào thuốc trên tay tài xế, trực tiếp đẩy tay anh ta ra, lớn tiếng nói, chú ơi, loại thuốc này không có tác dụng với bà xinh đẹp đâu. Nói xong lấy viên thuốc mình đưa ra, trực tiếp nhét vào miệng lão phu nhân. Cháu bé, sao có thể cho lão phu nhân ăn mấy thứ lung tung được chứ? Lão phu nhân bị bệnh mãn tính rồi, phải uống thuốc đặc hiệu, cháu tránh ra mau. Nếu lão phu nhân có gì bất chắc, cháu không gánh nổi trách nhiệm đâu. Chú yên tâm đi, bà xinh đẹp sẽ nhanh khỏe ngay thôi. Cháu nhỏ, mau tránh ra, đừng làm chậm trễ bệnh tình của lão phu nhân. Lúc nói lời này, tài xế rõ ràng mang giọng quát mắng, thương hại thì thương hại, nhưng không thể đùa giỡn với tính mạng của lão thái thái được. Miên Miên không để ý đến sự quát mắng của tài xế, kiên định đứng trước người lão phu nhân, giang rộng hai tay, vẻ mặt cổ quyết, không thể cho bà xinh đẹp uống loại thuốc này, sẽ hại bà ấy đó. Cháu mau tránh ra, nếu không đừng trách chú vô lễ. Tài xế tức giận quát lên, đang định tiến lên kéo Miên Miên ra, lúc này lão thái thái từ từ mở mắt. Tiểu Trương, ta không sao rồi. Lão phu nhân, người không sao chứ? Lão phu nhân lắc đầu, bà tỉnh dậy cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, các triệu chứng đau ngực, khó thở, đau đầu trước đó đều biến mất. Miên Miên, chính cháu cho bà uống viên thuốc của cháu phải không? Bà xinh đẹp, loại thuốc này chỉ có thể tạm thời giảm nhẹ triệu chứng của bà thôi, nếu muốn trị tận gốc phải châm cứu mới được.
Cảm ơn Miên Miên đã cứu bà. Viên thuốc đó là sư phụ của cháu đưa cho cháu à? Không phải đâu ạ, là Miên Miên tự bào chế ra. Sư phụ còn không biết nữa, đúng là ngốc chết đi được. Nghe vậy, lão phu nhân kinh ngạc nhìn Miên Miên. Đứa trẻ nhỏ như vậy mà lại biết bào chế thuốc. Miên Miên thấy lão phu nhân vẻ mặt không tin, vội vàng bổ sung, bà xinh đẹp. Miên Miên rất giỏi đó, không chỉ biết bốc thuốc, mà còn biết châm cứu nữa, bắt quỷ, đánh kẻ xấu. Như chú tài xế này, cháu chỉ cần một cú đấm là hạ gục liền. Người phụ nữ lái xe vượt đèn đỏ, không những không biết hối cải, còn định ra tay đánh Miên Miên, lại không biết gia đình Miên Miên không ai là dễ chọc. Cô bé chính là tiểu công chúa được cưng chiều nhất nhà Diệp. Chú tài xế ơi, ấn đường chú đen xì, sắp tới sẽ gặp xui xẻo đó. Chú ơi, đây là bùa bình an, có thể giúp chú hóa hung thành cát. Hãy đeo bên người nhé, nếu không sẽ gặp đại xui đó. Tiểu Trương, cầm lấy đi, dù sao cũng là tấm lòng của Miên Miên mà. Vâng, lão phu nhân. Chú ơi, 10 đồng nhé. Cô bé này tưởng tôi là thằng ngốc à? Một mảnh giấy rách mà đòi 10 đồng. Sao nó không đi cướp luôn đi? Nhưng vì đối phương chỉ là một đứa trẻ, anh ta cũng lời so đo những chuyện này. Móc ra tờ 10 đồng đưa cho cô bé. Chú ơi, 3 ngày tới đừng đến chỗ nào có nước nhé. Lão thái thái thấy bộ dạng nghiêm túc của Miên Miên, thực sự không nhịn được cười. Miên Miên, cháu là con trai hay con gái vậy? Cháu là con gái đó bà xinh đẹp. Cháu trông không giống con gái sao? Miên Miên nhíu mày, đôi mắt to long lanh như vẽ ra, vô cùng linh động. Nghe cô bé nói mình là con gái, lão phu nhân càng thêm xúc động. Bà cầm điện thoại lên, bình số của em gái, trực tiếp gọi đi. Nhị muội, tôi nhặt được một bé gái, có vẻ là đứa trẻ nhà các người mất tích. Lúc này tại biệt thự nhà Diệp, tuy giờ đã rất khuya, nhưng người nhà Diệp lại chẳng ai buồn ngủ. Ông nội, bà nội, đi đến đâu rồi à? Chúng ta trực tiếp đi đón cháu đi. Lão Tam Diệp Dư thực sự ngồi không yên, nhìn hai cụ già nói. Mấy người anh em cũng gật đầu tán thành. Trừ lão đại, lão ngũ, lão lục vì tình huống đặc biệt không có mặt, mấy anh em đã sốt ruột lắm rồi. Thế nhưng lão thái thái lại lo lắng nói. Ta vừa gọi điện mấy lần rồi, cứ không gọi được, không biết có phải trên đường không có tín hiệu không. Gọi điện không được. Lúc này người nhà Diệp không yên tâm nữa, lần lượt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Bà xinh đẹp, sao vậy? Miên Miên đừng sợ, xảy ra chút sự cố thôi, sẽ nhanh chóng xử lý xong ngay. Anh lái xe kiểu gì vậy? Mù à, không thấy xe tôi đang đi sao? Sao dám không tránh đường? Biết xe tôi đắt bao nhiêu không? Bán anh đi cũng đền không nổi đâu. Cô gái này, chính cô vượt đèn đỏ trước, còn hung hăng như vậy, thật là vô lý. Tôi đã báo cảnh sát rồi, đợi họ đến xử lý đi. Đôi mắt to tròn của Miên Miên xoay tròn lia lịa, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói. Chị gái này không phải người tốt, nhưng chị ấy sắp gặp xui xẻo rồi, là loại xui xẻo lắm đó. Miên Miên, sao cháu biết những điều này? Cháu biết bói toán đó. Bà xinh đẹp ơi, cháu rất giỏi đó. Chẳng lẽ vị đạo sĩ đó thật sự dạy cho Miên Miên bản lĩnh gì sao? Nhưng đứa trẻ này mới 3 tuổi rưỡi thôi mà, trẻ con cỡ này người khác còn chưa nói lưu loát nữa, cũng quá khó tin rồi. Bà già kia, tài xế của bà đâm xe tôi. Bà đền bù không? Tôi nói cho bà biết, tôi có người chống lưng đấy. Hôm nay không đền bù, chắc chắn sẽ cho bà vào tù vài ngày. Chị gái, làm chuyện xấu sẽ bị nhốt vào phòng đen đó. Đứa trẻ chết tiệt, mày nói gì đấy? Nói bậy nữa, đánh chết mày. Người phụ nữ hung dữ trừng mắt nhìn Miên Miên, không hiểu sao lại hơi hoang mang. Cô gái này, trên thế giới này người quyền thế rất nhiều, người có chỗ dựa trong nhà cũng không ít. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cô đừng ý mình có chút quan hệ mà ra ngoài gây sự, đến lúc đó không chỉ hại bản thân mà còn liên lụy người khác. Người phụ nữ thực ra biết mình vượt đèn đỏ, biết ở đâu cũng là trách nhiệm của mình. Cô ta chỉ thấy đối phương toàn người già yếu dễ ức hiếp, nên mới định ra tay trước, nhanh chóng kết thúc chuyện. Nào ngờ đối phương lại không bị dọa. Nhìn thái độ này, có vẻ không sợ quyền thế, lại khiến cô ta hơi hoang mang. Chiếc xe của lão thái thái này cũng trị giá cả triệu, nhìn qua đã biết không phải người thường. Chẳng lẽ mình thật sự gặp phải phu nhân quyền quý nào đó sao? Bà ơi, chị gái này xấu quá, trên người chị ấy toàn mùi hôi. Người phụ nữ nghe nói mình hôi, lập tức không để ý chuyện khác nữa, muốn dạy dỗ cô bé miệng lưỡi bừa bãi này. Nào ngờ tay vừa giơ lên, đã bị người ta nắm chặt. Cô ta quay đầu lại nhìn, một đám người ăn mặc sang trọng đứng sau lưng cô, ánh mắt mỗi người nhìn cô như muốn xé xác cô ra vậy. Cô dám động vào một sợi lông của con gái tôi thử xem. Diệp Mạn Bạch khát khao nắm lấy tay giơ lên của người phụ nữ, đôi mắt từng trải qua bao sóng gió, lúc này đã tràn ngập sự giận dữ. Tôi không định đánh nó, chỉ thấy nó đáng yêu, muốn xoa đầu nó thôi. Không phải đâu, chị rõ ràng là muốn đánh con. Ba ba, chị gái xấu xa này còn mắng bà nội và chú tài xế nữa. Giọng nói ngây thơ của Miên Miên vang lên. Diệp Mạc Bạch nghe tiếng ba ba đó, cả người kích động như muốn nhảy dựng lên, vội vàng ôm lấy đứa trẻ, ra lệnh cho vệ sĩ phía sau trông chừng nó, đừng để nó chạy mất. Con vì quá kích động, Diệp Mạc Bạch đã không nói nên lời. Miên Miên, sao cháu biết ông ấy là ba của cháu? Lão phu nhân ngồi xuống, dịu dàng hỏi. Nhìn là biết ạ.
Cháu có dây thần duyên nối với ông ấy. Diệp Mạc Bạch kích động đến mức cả người run rẩy. Đây chính là con gái anh sao? Anh ngồi xuống, cẩn thận hỏi. Con tên gì? Con tên Miên Miên, ba ba. Ba đừng kích động nữa, ba không khỏe. Kích động quá sẽ bệnh đó. Lúc này Diệp Mạc Bạch đã rơi lệ đầy mặt, run rẩy ôm chặt Miên Miên vào lòng, không nói nên lời. Vừa nhìn thấy đứa trẻ này, anh đã biết đây là con gái mình. Bởi vì Miên Miên giống vợ anh quá, hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của vợ anh. Cháu gái của em trai ta, cháu ngoan của bà nhờ cháu muốn chết. Đúng lúc cả nhà đang chìm đắm trong hạnh phúc tìm lại được em gái, thì người xử lý tai nạn giao thông cũng đến. Hai người mặc đồng phục vừa đến đã trực tiếp bảo kéo xe về đội, còn yêu cầu tài xế Trương về đội để điều tra. Còn người gây tai nạn kia lại không hỏi một câu nào. Khó trách người phụ nữ đó lại ngông cuồng như vậy. Hóa ra là có người chống lưng. Thời buổi này ai chẳng quen biết vài người. Thế là lấy điện thoại ra, tìm một số điện thoại, trực tiếp gọi đi. Xem ra mấy người này cũng không phải nhân vật lớn gì. Đây hoàn toàn là xử lý theo hướng tôi là nạn nhân. Nên vượt đèn đỏ gây tai nạn thì sao chứ? Chỉ cần quan hệ đúng chỗ thì vẫn chẳng sao cả. Nhưng sự đắc ý của người phụ nữ không kéo dài được bao lâu. Hai người liền trực tiếp đến trước mặt cô ta, nghiêm túc nói. Vừa rồi chúng tôi đã trích xuất camera giám sát đoạn đường này, xác nhận chính cô vượt đèn đỏ gây ra tai nạn. Bây giờ lập tức theo chúng tôi về để điều tra. Các anh đang làm gì vậy? Chẳng lẽ không biết tôi là vợ của đội trưởng Trần sao? Tôi nói cho các anh biết, xử lý không tốt thì đừng hòng làm việc nữa. Người phụ nữ tức giận quát lên, nhưng hai người kia trực tiếp lôi cô ta lên xe cảnh sát. Các anh làm gì vậy? Thả tôi ra, tôi nói cho các anh biết. Dám đắc tội với tôi, đừng hòng ở lại đội nữa. Nhìn thấy bộ dạng chửi rủa của người phụ nữ, Miên Miên bĩu môi lên tiếng, người xấu này sắp gặp đại xui xẻo rồi. Người nhà Diệp nghe lời Miên Miên nói đều hơi nghi hoặc, sao đứa trẻ này kỳ quái vậy? Đứa trẻ 3 tuổi rưỡi đáng yêu này, lượng ăn lớn đến mức đáng sợ. Một bữa ăn hết lượng thức ăn bằng người thường ăn cả năm. Hơn nữa vừa mới về nhà đã khiến anh trai thứ 8 tự kỷ 2 năm lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Miên Miên có đói bụng không? Ba dẫn con xuống lầu ăn sáng nhé. Ba, con có thể ăn nhiều một chút được không? Lời này khiến Diệp Mạc Bạch đau lòng vô cùng. Mở miệng hỏi Miên Miên, trước đây không được ăn no bụng à? Miên Miên lắc đầu, đáng thương nói, Miên Miên ăn rất nhiều. Nhưng sư phụ rất nghèo, đôi khi ngay cả gạo cũng không mua nổi. Lúc đó, sư phụ và sư huynh đều đưa hết đồ ăn trong đạo quan cho Miên Miên ăn. Họ đều bị đói, nhưng con đói rất nhanh. Mỗi ngày phải ăn 6 bữa, nên lúc nào cũng đói bụng. Đây là thời đại nào rồi mà còn không có cơm ăn no? Một đứa trẻ thì ăn được bao nhiêu chứ mà lại bắt con gái tôi chịu đói như vậy? Miên Miên yên tâm, sau này con muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đó. Ba nhất định sẽ không để báu vật của ba bị đói đâu. Miên Miên nghe lời hứa của ba, xúc động chủ động ôm lấy Diệp Mạc Bạch, phấn khích lên tiếng, ba ơi, ba nói thật à? Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Đương nhiên rồi, ba đảm bảo. Vậy mình mau đi ăn cơm đi, đi thôi. Các con đứng đây làm gì? Bọn con đang đợi em gái ăn sáng. Khuôn mặt ngây thơ vô tội của Miên Miên áp sát mặt nhị ca, đưa tay ra, ngọt ngào cười với nhị ca, mềm mại lên tiếng, nhị ca, ôm. Miên Miên ngoan, gọi nhị ca nghe lại lần nữa, nhị ca. Miên Miên gọi tam ca, tam ca, gọi xong lại nhìn sang tứ ca, ngọt ngào gọi, tứ ca. Ánh mắt Miên Miên dừng lại trên người thất ca, bát ca, khuôn mặt trắng nõn lập tức khó coi. Vốn đầy mong đợi, Diệp Vũ Hiên muốn em gái gọi mình là thất ca, thấy em gái cứ nhìn chằm chằm vào chân mình, tâm trạng lập tức rơi xuống vực. Em gái chê anh là người tàn tật sao? Thất ca, Miên Miên nhất định sẽ chữa khỏi chân cho anh, để anh có thể đứng dậy lại. Câu nói này như một tia nắng chiếu vào trái tim Diệp Vũ Hiên, tâm trạng u ám trước đó lập tức phấn chấn lên. Nếu không phải chân không tiện, anh nhất định đã nhảy dựng lên rồi. Thất ca tin tưởng Miên Miên, nhất định làm được. Bác ca, bác ca Diệp Vũ Phong không biết biểu đạt cảm xúc của mình, sinh ra đã được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, ở nhà ngoài chơi piano, hoàn toàn không để ý đến bất kỳ ai. Nghe em gái gọi mình, anh vội vàng cầm đồ chơi trên tay đưa cho em gái. Cảm ơn bác ca, Miên Miên rất thích món quà của anh. Nghe em gái nói thích, bác ca ngốc nghếch cười lên, liên tục xoa tay biểu đạt niềm vui của mình. Mọi người đều kinh ngạc nhìn bác ca, đây là lần đầu tiên thấy bác đề chủ động tiếp cận một người. Em gái, tấm thẻ này em cứ thoải mái quẹt, muốn mua gì thì mua, sau này tiền nhị ca kiếm được đều là của em. Tam ca tứ ca cũng trực tiếp rút thẻ lương của mình ra, phụ họa, tiền bọn anh kiếm được cũng đều là của em gái. Thất ca thấy hành động của ba anh trai, lập tức bất bình. Ước hiếp em bây giờ chưa kiếm được tiền phải không? Dùng tiền để mua chuộc em gái. Anh nhìn món quà mình chuẩn bị, so với ba anh trai, trong nháy mắt cảm thấy không lấy ra được. Thất ca, quà của anh đâu? Diệp Vũ Hiên cười hì hì, hơi ngượng ngùng lấy ra một đôi giày bóng rổ từ sau lưng. Đôi giày có chữ ký tự tay của cô bé này chính là thứ quý giá nhất của thất đệ, người khác đụng vào cũng không được. Không ngờ hôm nay lại nỡ lấy ra tặng em gái. Cảm ơn thất ca,
Tặng quà xong, Miên Miên liền cùng các anh trai đi thẳng đến nhà ăn. Lúc này, Miên Miên đã ăn 10 cái bánh bao lớn, 5 cái quẩy, 2 bát cháo gạo, 2 đĩa bánh ngọt, mà có vẻ như vẫn có thể tiếp tục ăn. Người nhà Diệp nhìn lượng ăn của Miên Miên, mỗi người đều kinh ngạc đến mức mở to mắt. Ăn nhiều vậy, không bị bội thực sao? Trẻ con ăn được là phúc, chỉ cần nó ăn được, ăn bao nhiêu cũng được. Đúng vậy, chỉ là nhìn cháu ngoan của mình gây thành thế nào rồi. Ở đạo quan chắc chắn không ăn no bụng. Thật đáng thương cháu ngoan của bà. Ba ơi, bình thường con ăn nhiều vậy đó, sẽ không bị bội thực đâu. Bây giờ Diệp Mạc Bạch cuối cùng cũng biết. Tại sao Miên Miên vừa nhắc đến ăn là mắt sáng rỡ? Con cứ xác nhận với anh là muốn ăn gì cũng được phải không? Ông bà nội, ba và các anh trai, con ăn no rồi. Lúc này ở sân sau Vân Đài Quan, mấy hồn ma ngồi trên xà nhà, mặt đầy thất vọng. Miên Miên khi nào mới về đây? Nó không ở đây, ngày tháng sao mà sống nổi? Miên Miên của ta xuống núi không biết có bị người ta bắt nạt không? Không biết có ăn no bụng không nữa? Tên đạo sĩ khốn kiếp đó, cứ chê Miên Miên của chúng ta ăn nhiều. Chắc chắn là vì điều này mà đuổi Miên Miên đi. Đợi tên đạo sĩ khốn kiếp đó về, nhất định phải trị tội hắn. Để hắn đuổi Miên Miên của chúng ta đi. Bên này Miên Miên ăn xong, liền kéo bát ca Diệp Vũ Phong ra vườn hoa bên ngoài. Trước đây bát đệ không bao giờ để ai chạm vào, chỉ cần có người chạm vào anh ấy sẽ mất kiểm soát cảm xúc, hét lên điên cuồng. Nhưng bây giờ anh ấy bị Miên Miên nắm tay, chạy qua chạy lại trong sân để bắt bướm, không những không chống cự mà còn cười tê tét. Cháu gái của ta đúng là phúc tinh mà, nó vừa về, bầu không khí trong nhà đều trở nên hòa thuận, thoải mái. Bát ca ơi, bướm hoa. Miên Miên bắt một con bướm đẹp đưa cho bát ca, đôi mắt tròn xoe nhìn anh ấy. Diệp Vũ Phong ngơ ngác nhìn con bướm trên tay Miên Miên. Thế giới trong mắt anh không có màu sắc, chỉ có đen trắng, nên anh không hiểu bướm hoa của em gái là gì. Anh ơi, đọc theo em, bướm. Diệp Vũ Phong há miệng, kêu lên một chữ, nhưng chữ sau lại không thể kêu ra được. Miên Miên nghe thấy anh trai chịu mở miệng, vui mừng xoay vòng tại chỗ. Anh ơi, bướm. Diệp Vũ Phong há miệng, lại thử mở miệng. Đôi mắt độc ngầu của anh nhìn chằm chằm vào Miên Miên, nhìn đôi mắt lấp lánh như bầu trời đêm của em gái, khiến anh lần đầu tiên nhìn thấy màu sắc bướm. Phát ra âm thanh của chữ cuối, dường như anh đã dùng hết sức lực toàn thân. Ôi ya, nghe anh trai cuối cùng cũng nói ra từ hoàn chỉnh, Miên Miên vui mừng nhảy lên liên tục. Bướm. Nhìn thấy em gái vui vẻ như vậy, Diệp Vũ Phong lại nói thêm một lần nữa, lần này không hề ngập ngừng. Một từ này của anh khiến cả nhà họ Diệp đều sôi sục lên. Bát ca từ khi sinh ra đến giờ chưa từng nói một chữ, cũng không biết biểu đạt ý muốn của mình, càng không thân thiết với bất kỳ ai. Giờ đây em gái vừa về, anh ấy lại chủ động tặng quà, còn để em gái nắm tay. Điều khiến người ta phấn chấn hơn là anh ấy thậm chí còn mở miệng nói chuyện. Khuôn mặt trắng nõn của Miên Miên như một đóa hoa, từ trong túi vải luôn mang theo bên mình, lấy ra một lọ sứ, đổ ra một viên thuốc đen xì đưa cho anh ấy. Anh ăn đi. Diệp Vũ Phong ngơ ngác nhìn em gái, đưa tay cầm viên thuốc, trực tiếp nuốt xuống. Đồ em gái đưa cho dù là gì, bảo anh ăn thì anh ăn. Miên Miên, trong này là cái gì vậy? Viên thuốc ấy, nhị ca không cần ăn đâu. Thất ca có thể ăn, thất ca. Anh ăn đi. Diệp Vũ Hiền cũng có suy nghĩ tương tự, chỉ cần là em gái đưa, trực tiếp cầm lấy ăn luôn. Miên Miên đưa bàn tay mũm mĩm ra, ấn lên chân Diệp Vũ Hiền mấy cái. Đôi chân này của Diệp Vũ Hiền đã mất cảm giác nửa năm rồi, nhưng vừa rồi bị Miên Miên ấn như vậy, đôi chân anh dường như có cảm giác ấm áp, tuy rất nhẹ, nhưng anh lại xúc động vô cùng. Nhìn em gái với vẻ khó tin, em gái, em đang chữa chân cho thất ca phải không? Đúng vậy, thất ca sẽ sớm khỏe lại thôi. Miên Miên rất giỏi, biết bào chế thuốc, biết chữa bệnh, biết bắt ma, đánh kẻ xấu nữa. Ừ, còn biết bói toán, còn biết vẽ bùa. Miên Miên nghiêm túc bẻ ngón tay mũm mĩm, kể ra từng thứ mình biết. Nhưng dáng vẻ nghiêm túc khiến các anh trai đều bật cười. Em gái tôi giỏi nhất. Mấy anh em cười vui vẻ trong vườn hoa. Chị gái của Diệp lão thái thái, đúng lúc này đi qua, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi mỉm cười an ủi. Miên Miên phát hiện ra bà trước, nhảy chân sáo đi qua, ngọt ngào gọi, bà xinh đẹp. Miên Miên tốt lắm. Bà nội, mấy anh em đều cung kính gọi người. Hiếm khi các cháu đều ở nhà, bà nội các cháu sức khỏe không tốt, hãy bầu bạn với bà nhiều để bà vui một chút, thân thể cũng sẽ khá hơn. Miên Miên ngây thơ nhìn bà nội, cô bé nghi hoặc mở miệng, bà xinh đẹp, bà nội, hai người không phải chị em ruột đâu. Miên Miên, cháu cũng tính ra được điều này sao? Không phải tính, mà là nhìn ra đó, hai người không có dây thân tộc nối với nhau, nên không phải chị em ruột đâu. Miên Miên chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi, tất nhiên sẽ không nghĩ nhiều, nhìn thấy gì thì nói ra luôn. Bà xinh đẹp, viên thuốc này bà ăn một viên khi khó chịu, bệnh của bà sẽ nhanh khỏi thôi. Trình lão phu nhân nhìn lọ sứ này, sau chuyện hôm qua, bà đã biết công hiệu của viên thuốc Miên Miên rồi. Lập tức đón lấy bằng hai tay, xoa đầu Miên Miên, cười hiền từ. Cảm ơn Miên Miên, không cần cảm ơn đâu, vậy cháu đi chơi đây. Trình lão phu nhân cẩn thận cất viên thuốc. Thấy vậy, Diệp lão thái thái nghi hoặc hỏi, chị, cháu gái ngoan của tôi cho chị thuốc gì vậy? Thuốc trị bệnh. Miên Miên của chúng ta không phải người bình thường, có bản lĩnh lớn đấy. Hôm qua nếu không có viên thuốc của Miên Miên,
chỉ sợ em cũng không gặp được chị nữa. Nói xong kể lại chuyện xảy ra hôm qua, xong rồi ghen tị nhìn em gái mình. Em à, kiếp này em cũng có phúc rồi, có một đứa cháu gái như vậy, em cứ đợi hưởng phúc đi. Cháu gái ngoan của tôi lại có bản lĩnh này. Tên đạo sĩ khốn kiếp kia cũng còn có lương tâm, làm được một việc tốt. Ba lại nhớ tới lời Miên Miên vừa nói, vội vàng hỏi, chúng ta thật sự như cháu gái nói, không phải chị em ruột sao? Chuyện này tôi cũng không rõ. Không phải ruột thì sao chứ? Chúng ta đã lớn tuổi thế này rồi, còn để ý mấy thứ đó làm gì? Nói cũng phải, người đã chôn nửa thân xuống đất rồi. Ruột hay không cũng không ảnh hưởng tình cảm chị em của chúng ta. Đứa bé 3 tuổi rưỡi đáng yêu này không chỉ bẩm sinh có thiên nhãn, có thể nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy, y thuật càng tinh thông, chỉ cần một mũi châm là có thể cứu người sống lại. Diệp Vũ Thần thấy em gái cứ nhìn chằm chằm Tam Ca, tò mò hỏi, Miên Miên, sao vậy? Tam Ca gặp rắc rối rồi. Miên Miên chẳng lẽ còn biết bói toán sao? Miên Miên không để ý đến sự kinh ngạc của Diệp Vũ, bước chân ngắn đi tìm Tam Ca. Vừa rồi cô bé thấy Tam Ca toàn thân đen kịt, vận rủi quấn quanh, sẽ gặp rắc rối lớn. Miên Miên đang đợi Tam Ca. Miên Miên gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc. Tam Ca, anh định đi ra ngoài à? Tam Ca có chút việc công ty, phải lập tức quay về xử lý. Nhưng Tam Ca hứa với Miên Miên sẽ sớm quay lại. Miên Miên ở nhà đợi Tam Ca được không? Tam Ca cho em đi cùng được không? Miên Miên có thể giúp đỡ mà, em rất giỏi đó. Ồ, được. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ, lén lút, đừng nói với họ. Ừ, được thôi. Diệp Dư Thần lén lút nhìn sân, thấy mọi người không chú ý đến bên này, vội vàng ôm Miên Miên rời đi ngay. Đến khi người nhà phát hiện Miên Miên mất tích, đều lo lắng điên cuồng, vất vả là mới tìm lại được con bé, lỡ đã một cái lại mất tích, sao không khiến người nhà phát điên? Tên lão Tam này thật to gan lớn mật, dám tự ý đưa Miên Miên ra ngoài, xem tôi về dạy dỗ nó thế nào. Sau này ai dám giống lão Tam, không báo trước mà đưa Miên Miên ra ngoài, tôi nhất định sẽ cho các người biết tay. Lão Tam một mình dẫn Miên Miên ra ngoài, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lão gia tử vội tiến lên nói nhẹ nhàng, nó lớn vậy rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hừ, tôi lo cho nó à, tôi lo cho Miên Miên của tôi. Nếu nó để Miên Miên bị thương, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân nó. Đồ lang băng, vợ anh vốn khỏe mạnh, chỉ vì anh phẫu thuật cho cô ấy, giờ cô ấy thành người thực vật, đều do anh hại đó. Tam Ca, người đàn ông đó số mệnh phải mất vợ, nên chuyện này không liên quan đến anh đâu. Nghe vậy, Diệp Dư Thần kinh ngạc nhìn Miên Miên. Miên Miên cũng không quan tâm Tam Ca có nghe hiểu không, ánh mắt vẫn dừng trên mặt người đàn ông. Đột nhiên, Miên Miên ngơ ngác, nói với vẻ khó hiểu, cô sao tướng mạo lại thay đổi đột ngột vậy? Giấy trước nhìn người đó, đường phu thê của anh ta đúng là đứt mà. Sao chớp mắt một cái, đường phu thê vốn đứt lại nối lại rồi nhỉ? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm sao? Nhưng mà mình chưa bao giờ nhìn sai cả, chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó. Đứa bé 3 tuổi rưỡi chu môi, vẻ mặt trầm ngâm như người lớn. Một lúc lâu sau, cô chợt cười tươi, đột nhiên vỗ một cái vào trán mình. Miên Miên tự đánh đầu mình làm gì vậy? Tam Ca, vẫn còn cứu được đó. Cô sao đứa bé này vừa vào bệnh viện đã bắt đầu nói nhảm rồi nhỉ? Chẳng lẽ vì bệnh viện âm khí nặng nên bị nhập tà? Ở hành lang ồn ào của bệnh viện, chuyện vừa xảy ra thu hút nhiều người vây xem. Không ít người nhà bệnh nhân nghe nói Diệp khiến một người vốn khỏe mạnh trở thành người thực vật, đều bắt đầu chỉ trích. Bác sĩ bây giờ chẳng có chút đạo đức nào, chắc chắn là người nhà bệnh nhân không đưa phong bì, nên khi phẫu thuật không tập trung mới khiến người ta thành người thực vật. Thật đáng ghét. Đúng vậy, sau này ai còn dám đến đây khám bệnh nữa? May mà ca phẫu thuật của chồng tôi không phải anh ta làm, không thì giờ không biết kết quả ra sao nữa. Những người này hoàn toàn không hiểu rõ sự tình, nghe được chút đầu mối đã bắt đầu tưởng tượng, rồi đồn đại lung tung. Miên Miên nghe những lời này tức giận đến mặt đỏ bừng, khuôn mặt bầu bĩnh, má phình cao cao. Các người nói vậy, y thuật của Tam Ca Ca tôi là tốt nhất, tôi không cho phép các người nói Ca Ca tôi như vậy. Nói nữa tôi sẽ thả quỷ nhỏ dạ chết các người. Diệp Vũ ngây ngốc nhìn đứa bé hai tay chống nạnh, mặt đầy vẻ hung dữ kia, trong lòng tràn ngập hơi ấm, khuôn mặt vốn u ám lập tức tràn ngập ý cười. Miên Miên ngoan, ca ca có thể xử lý tốt. Miên Miên trước hết đến văn phòng của ca ca chơi một lúc được không? Ca ca xử lý xong việc sẽ đến tìm em. Không cần, Tam ca ca, Miên Miên có thể chữa khỏi bệnh nhân của anh đó. Tam ca ca, châm kim. Sao trên người Miên Miên lại có kim bạc chứ? Tam ca ca, Miên Miên rất lợi hại đó. Sư phụ cũng không châm chuẩn bằng Miên Miên đâu. Miên Miên biết châm cứu. Miên Miên trước đó đã nói rồi mà, em biết châm kim. Miên Miên, em trước hết đến văn phòng đợi Tam Ca. Lát nữa Tam Ca dẫn em đi châm kim được không? Được ạ. Đây là đâu vậy? Sao tìm mãi không thấy Tam Ca Ca đâu?
Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hãy chuẩn bị hậu sự đi. Bác sĩ nhìn người nhà bệnh nhân với vẻ tiếc nuối. Cuối cùng ai nấy đều mặt mày nghiêm trọng bước ra khỏi phòng. Không ai để ý tới Miên Miên đang đứng bên cạnh. Ánh mắt của Miên Miên vẫn luôn đặt trên người đàn ông vừa được tuyên bố tử vong kia. Cô nhìn thấy linh hồn của người đàn ông vẫn còn lảng vảng bên cạnh thể xác. Người đàn ông mổ tay mổ chân nhìn chính thể xác của mình, lần lượt lao vào thể xác, nhưng dù thế nào cũng không thể quay về thể xác. Đúng lúc người đàn ông đang bối rối, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Miên Miên đang tò mò nhìn chằm chằm vào anh ta, lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng, bay về phía Miên Miên. Cháu nhỏ, cháu có thể nhìn thấy chú đúng không? Cháu có thể cứu chú không? Chú không muốn chết, cũng không thể chết, chú muốn sống tiếp. Nhưng chú vẫn chưa chết mà. Hả? Chú vẫn chưa chết. Cháu xem tướng mạo của chú có thể sống đến 80 tuổi cơ. Bây giờ tướng mạo vẫn chưa thay đổi, cho nên chú chắc chắn vẫn chưa chết mà. Sư phụ nói cứu một mạng người bằng xây 7 tầng tháp Phật. Người tu đạo như họ phải làm nhiều việc thiện. Ừ, sư phụ nói không sai đâu. Thế là Miên Miên chạy tới trước giường bệnh. Lúc này, người nhà của người đàn ông đều đang khóc lóc thảm thiết trên thi thể anh ta. Lúc người nhà đang chìm đắm trong đau buồn, trực tiếp cho một kim vào giữa lông mày người đàn ông. Đứa trẻ lẫn lộn này là con nhà ai vậy? Nghe thấy tiếng quát mắng của người phụ nữ, Miên Miên cũng không tức giận, mặt bầu bĩnh, lộ vẻ kiên định. Mở miệng nói, cô ơi, chú ấy vẫn chưa tỉnh ạ. Chú ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tuy người phụ nữ rất tức giận, nhưng nghe đứa bé nói vậy, cơn giận trước đó cũng tan bớt đi. Cô ngồi xuống, nén nỗi đau buồn, giọng nói cũng dịu đi một chút. Cháu nhỏ à, cô cảm ơn cháu. Nhưng câu sau đó, người phụ nữ đã không thể nói. Nghĩ đến người chồng thân yêu, nước mắt cô ở ra như hạt trái đứt dây, không ngừng rơi xuống. Người đàn ông đã hôn mê 2 năm rưỡi. Đúng lúc anh ta tuyệt vọng, đứa bé 3 tuổi rưỡi chỉ cần châm một mũi đã khiến anh ta sống lại. Người phụ nữ này đã bị tiên án sống thực vật, nhưng chỉ cần vài mũi châm, cô ấy đã có thể nhảy nhót. Cháu nhỏ, gia đình cháu đâu? Cô đưa cháu đi tìm bố mẹ nhé. Con đến với anh trai, anh ấy đang bận. Vậy con ở đây trước đã, đừng chạy lung tung kẻo lát nữa anh trai tìm không thấy con. Người phụ nữ cũng không còn tâm trí để quan tâm đến chồng cô mới qua đời. Cô hoàn toàn đang ở trong trạng thái suy sụp. Đứng dậy, nhìn thấy cây kim bạc trên trán chồng, định với tay lấy ra. Cô ơi, bây giờ chưa được lấy ra đâu, phải đợi thêm một lúc nữa. Đứa trẻ có vẻ rất nghiêm túc, và cây kim bạc này dường như không phải đồ chơi thông thường. Nghĩ đến những gì đứa trẻ vừa nói, người phụ nữ bỗng nhen nhóm một tia hy vọng, vội vàng hỏi, cháu nhỏ, cây kim bạc này để làm gì vậy? Để cứu chú ấy đó. Lời nói của một đứa trẻ khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc, nhưng không ai tin lời Miên Miên. Nhiều bác sĩ đã tuyên bố người đàn ông đã chết, nhưng đứa trẻ này lại nói cứu người đàn ông. Ha ha, cứ coi như đứa trẻ nói nhảm đi. Mẹ của người đàn ông nói đau đớn, bảo người ta chuẩn bị hậu sự đi. Linh có về chưa? Đang trên đường rồi, chắc sắp tới. Vậy thì đợi thêm chút nữa, cũng phải để nó gặp mặt 3 lần cuối. Ba, tiếng gọi đau đớn của cậu thiếu niên vang lên. Cậu đã chạy đến bên giường bệnh, ôm chặt lấy thi thể người đàn ông, khóc nức nở. Anh trai, Miên Miên sắp lấy kim ra đây. Ba anh sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cháu nhỏ, cảm ơn cháu, nhưng gia đình chúng tôi đang rất loạn, sợ là không thể chăm sóc cháu được. Cô đưa cháu đến phòng y tá nhé. Cháu ở đó đợi anh trai. Ừ, được rồi. Dù sao người đó cũng đã được cứu rồi. Miên Miên nghĩ nên đi tìm Tam ca ca, nên rất ngoan ngoãn đi ra ngoài. Em bé, đợi một chút. Đây giống như một tiếng sấm nổ bất ngờ, khiến tất cả mọi người giật mình. Ai nấy đều nhìn về phía giường bệnh với vẻ khó tin. Chồng, chú ấy tỉnh rồi kìa. Giọng nói ngây thơ. Lúc này nghe như tiếng nhạc trời vang lên, mọi người đều khóc vì quá vui mừng. Cháu nhỏ, cảm ơn cháu. Không cần cảm ơn đâu. Chú ơi, tuy bây giờ chú không chết nữa rồi, nhưng Miên Miên nghiêng đầu nhìn người đàn ông, suy nghĩ một lúc tiếp tục nói, nhưng vận may của chú đã bị người ta lấy mất rồi, sau này chú sẽ rất xui xẻo đó. Đứa trẻ này dường như không phải người thường, được sống sót đã là điều may mắn rồi. Thiên tài chỉ là vận ngoài thân, không có gì đáng luyến tiếc. Nhưng cảm ơn cháu đã nhắc nhở, chú sẽ cẩn thận. Cháu nhỏ, có thể cho chú biết tên bố mẹ cháu không? Chú muốn đến nhà cảm ơn cháu. Miên Miên, sao em chạy đến đây vậy? Anh trai, ô bác sĩ Dịch. Ông Tư Tiên, vừa rồi bác sĩ Diệp Vũ Thời đã nhận được tin bệnh nhân này đã tử vong sau khi cấp cứu không sao. Bây giờ người ấy lại đứng đây khỏe mạnh thế này. Nhờ đứa trẻ này, chính nó đã cứu tôi từ cứu môn quan trở về. Bác sĩ Diệp, đứa trẻ này là em gái của anh à? Em gái có số một người đã bị bác sĩ tuyên bố đã chết. Anh trai à, Miên Miên đã nói rồi, em rất giỏi đó. Ừ, Miên Miên của chúng ta giỏi nhất. Bác sĩ Diệp hôm nay có hơi loạn, ngày khác chúng tôi sẽ đến thăm để cảm ơn Miên Miên. Ông Tư khách sáo quá, nhưng tuy bây giờ ông không nguy hiểm tính mạng, vẫn nên đi kiểm tra kỹ tình trạng bệnh một lần nữa. Cảm ơn bác sĩ Diệp đã nhắc nhở. Tư Lăng Vũ, con trai ông nhìn chằm chằm vào Miên Miên. Bé gái này thật đáng yêu quá. Đứa trẻ nhỏ tuổi mà lại biết y thuật, thậm chí còn có thể làm người chết sống lại, thật khiến người ta kinh ngạc. Sau khi tạm biệt người nhà bệnh nhân, Diệp Tư Thời ôm Miên Miên đi ra khỏi phòng bệnh. Anh trai, bệnh nhân của anh đã khỏe chưa?
Miên Miên có muốn đi xem không? Ừ, Miên Miên có thể giúp đỡ đó. Được rồi, Miên Miên nhà chúng ta giỏi nhất. Kaka, có thể chữa được đó. Có chỗ bị tắc mạch, châm vài mũi là khỏi ngay. Diệp Dư thời nhìn ngón tay mũm mĩm của Miên Miên, người phụ nữ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Miên Miên, sao em biết chỗ đó có vấn đề? Nhìn là biết mà. Dù sao cũng đã thế rồi. Cho dù cuối cùng em gái không chữa khỏi bệnh nhân, thì liệu có thể tệ hơn tình trạng hiện tại không? Thử một lần xem. Trong vòng không đến 2 phút đã châm 5 mũi rồi. Tốc độ này ngay cả lương y lão lầm cao cấp nhất cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Đồ lang băm, khiến vợ tôi thành ra như vậy mà vẫn chưa hài lòng sao? Lại còn dẫn theo một đứa trẻ nữa. Anh muốn bà ấy chết luôn cho anh vui lòng phải không? Thưa ông, xin ông hãy bình tĩnh lại. Vợ ông sẽ sớm tỉnh lại thôi. Ánh mắt Diệp Dư Thời rất kiên định. Lúc này, anh hoàn toàn tin tưởng Miên Miên, nên trực tiếp nói bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Nào ngờ người đàn ông nghe xong lại cười ha ha. Tỉnh lại thì cũng thành người thực vật rồi, còn tỉnh lại làm gì nữa? Phẫu thuật cũng không được. Anh ở trong phòng bệnh này một lúc, vợ tôi sẽ tỉnh lại. Anh đang nói mơ à? Bác sĩ Diệp Vũ Thời, tôi sẽ kiện anh. Kiện đến nỗi anh khuyên ra bại sản, để anh không bao giờ còn làm bác sĩ được nữa. Lần không cho anh gây hại cho người khác. Chồng, người đàn ông đang mắng nhiệt tình bỗng bị tiếng gọi bất ngờ này làm sững sờ. Nhìn sang người phụ nữ trên giường, cô ấy vẫy tay về phía anh. Yếu ớt mở miệng, em không sao rồi. Vợ, em thật sự tỉnh rồi ư? Thấy vợ đã thực sự tỉnh lại, người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là giây sau, anh ta nhìn Diệp Dư Thời với vẻ phức tạp, khẽ nhấp nhỏ môi, cuối cùng không nói được lời nào. Chúng tôi sẽ sớm sắp xếp kiểm tra cho bệnh nhân, xin các vị hãy hợp tác. Nói xong, ông Miên Miên bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc này anh đã xúc động đến mức bước đi loạn choạng. Em gái của tôi không chỉ cứu sống một bệnh nhân đã chết, mà còn cứu được cả một người thực vật. Chẳng lẽ em gái là bác sĩ thiên tài tái sinh? Quá kinh ngạc. Miên Miên nằm gọn trong lòng Diệp Dư Thời. Hôm nay liên tiếp hai lần hao tổn linh đã khá mệt mỏi. Lần này cô bé có hơi mệt, gục đầu ngủ gật, không buồn nhấc mí mắt nữa. Miên Miên chỉ ngủ thôi. Tiếp đó, anh kể lại tất cả chuyện ở bệnh viện hôm nay, khiến mọi người trong nhà đều ngỡ ngàng. Cháu gái của chúng ta lợi hại thế cơ à? Chẳng lẽ tôi đang mơ sao? Ông không nhìn đó là cháu gái của ai? Cháu gái ngoan của ta đương nhiên phải lợi hại rồi. Hừ, cũng được. Tên đạo sĩ đó còn có chút lương tâm, năm qua dạy Miên Miên một số bản lĩnh. Nếu không, cặp tôi thì tên đó khó thoát nạn. Dù sao thì ông ta cũng là sư phụ của Miên Miên. Những lời này đừng nói trước mặt Miên Miên nữa, kẻo làm khó cô bé. Vâng, vâng, con hiểu rồi. Người tu đạo đều biết, dù có người nhà mất tích, cũng không cần hoảng hốt. Dù ở tận chân trời góc biển, đứa trẻ 3 tuổi rưỡi cũng có thể dùng gương phù thủy tìm ra dấu vết. Đây là bùa bình an, nhất định phải đeo bên mình nhé. Lúc nguy cấp có thể cứu mạng đó. Sau khi phát xong bùa bình an, Miên Miên lại lấy ra một tấm bùa khác, đưa cho Diệp Vũ Thần, dặn dò, nhị ca, tấm bùa này có thể phòng tiểu nhân đó. Sao lại riêng cho tôi một tấm bùa phòng tiểu nhân vậy? Có ý gì đó à? Trong nhóm gia tộc nhà Diệp, thất ca tự hào đăng ảnh bùa và viên thuốc. Em gái tặng anh lên nhóm, con đính kèm dòng chữ tình thương của em gái. Lập tức, nhóm liên tục đổ chung báo tin nhắn. Em gái ở đâu vậy? Em gái vẽ đẹp quá. Trong nhóm gia tộc, chỉ có lão đại im lặng từ đầu đến cuối. Mọi người nhìn đại ca mất tích nhiều năm, đều lộ vẻ ngưỡng mộ nặng nề. Ông cả và đại ca đã 3 năm không liên lạc rồi. Chẳng lẽ có chuyện gì? Khi làm nhiệm vụ trong quân đội thì đều bảo mật cả, không được liên lạc với bất kỳ ai. Khi nhiệm vụ kết thúc, anh ấy chắc chắn sẽ về. Đừng lo lắng nữa. Nhắc đến lão đại, mấy anh em cũng đều vẻ mặt nghiêm trọng. Trong 3 năm qua không ai liên lạc được với đại ca. Mọi người đều lo lắng trong lòng. Đại ca rất an toàn đó. Miên Miên có thể tính ra đại ca đang ở đâu không? Miên Miên gãi đầu, nhắm mắt lại, một lúc sau mới bật mở mắt, lấy ra 3 đồng tiền đồng từ trong túi vải. Chỉ nghe tiếng leng keng, đồng tiền rơi xuống mặt bàn. Đại ca đang gặp nguy hiểm rồi. Lời này khiến mọi người trong nhà lòng đều thót lên. Những năm qua đại ca Diệp Dư Trạch luôn đóng quân ở biên giới, nơi đó bất cứ lúc nào cũng có thể bị quân thủ. Vốn đã rất nguy hiểm, giờ lại nghe Miên Miên nói đại ca đang gặp nguy hiểm, mọi người lại lo lắng thêm. Nhưng không có gì đáng ngại cả, đại ca sẽ sớm về thôi. Lên xuống liên tục khiến cả nhà lòng như treo lên rồi buông xuống, thực sự khó chịu. Nhưng họ cũng đều biết Miên Miên có chút bản lĩnh trong người, nên lời nói của cô bé cũng có thể khiến mọi người yên tâm. Lão phu nhân, bên ngoài có mấy người tự xưng là nhà họ Tư đến thăm tiểu thư. Chúng ta có vẻ không quen biết nhà họ Tư lắm. Miên Miên vừa mới về, làm sao quen được? Em gái hôm nay đã cứu sống Tư Cẩm Yên. Bởi vì Miên Miên là người cứu mạng của nhà họ Tư, nên họ chủ động đến thăm Miên Miên. Thì mời họ vào đi. Tiểu Miên Miên, cảm ơn cháu đã cứu mạng chú. Đây là những món quà chú tặng cháu, cháu có thích không? Rất thích. Cảm ơn chú. Miên Miên, đây là tiền tiêu vật chú tặng cháu. Hết rồi cứ nói với chú cho tiếp.
Tiền thì không cần đâu. Chúng tôi không thiếu tiền tiêu vặt đâu. Diệp Mạc Bạch nhìn tấm séc trên tay Tư Cẩm Yên, trực tiếp mắt lời anh ta. Muốn dùng tiền mua chùa con gái tôi? Hừ, mơ đi. Miên Miên nhìn tấm séc Tư Cẩm Yên đưa. Cô bé không biết séc là gì, chỉ nghe Tư Cẩm Yên nói đây là tiền tiêu vặt, liền hứng thú ngay. Cảm ơn chú. Miên Miên rất thích đó. Miên Miên, sao con gái nhà tôi lại tham tiền thế nhỉ? Ba ba, sư phụ nói đây là đồ đền ơn đó. Giúp người ta thì phải nhận tiền bạc. Miên Miên hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của cha mình lúc này. Vui vẻ nhét tấm séc vào túi vải nhỏ của mình. Xem ra sau này phải cho con gái rất nhiều tiền mới được. Kẻo dễ bị người ta lừa gạt quá. Miên Miên nhận tiền của Tư Cẩm Yê, lấy ra một tấm bùa dặn dò. Chú đeo bên mình đi, sẽ giúp chú đổi vận đó. Cảm ơn tiểu Miên Miên, chú nhất định sẽ cất giữ cẩn thận. Từ khi bước vào cửa nhà Diệp, ánh mắt Tư Lăng Vũ luôn dừng lại trên người Miên Miên. Cậu rất muốn đi xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm của Miên Miên, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của mấy anh Diệp, cuối cùng cũng phải bỏ qua, không dám bước tới. Nào ngờ Miên Miên lại tự bước tới trước mặt cậu, ngượng ngùng nói, anh, cái này cho anh. Cảm ơn em gái nhỏ. Sau khi nhà họ Tư cảm tạ, cô không tiện ở lại thêm nữa. Khi nhà họ Tư ra về, sắc mặt Diệp Mạc Bạch cũng tốt hơn. Nghĩ đến cảnh con gái tham tiền vừa rồi, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Miên Miên, sau này không được tùy tiện nhận tiền của người lạ. Biết chưa? Ba ba, tại sao vậy? Miên Miên à, người bên ngoài đều rất xấu. Ai biết được họ nghĩ gì trong lòng chứ? Nếu người ta bắt cóc con đi thì sao? Diệp Mộ Bạch miệng thì nói vậy, nhưng thực ra trong lòng sợ tiểu tai chủ này. Nhận tiền của người khác là thân thiết với người ta, nói chẳng ra là ghen rồi. Nhưng sư phụ nói chữa bệnh cứu người thì phải lấy tiền mà. Hừ, ông làm cha mà sao vô lý thế? Cháu ngoan của tôi mới bao nhiêu tuổi? Ông nói mấy cái này nó hiểu được sao? Đúng vậy, đừng có dạy hư cháu ngoan của tôi. Nói xong, lão thái thái trực tiếp ôm lấy Miên, hôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô bé một cái. Nói một cách từ ái, Miên Miên của chúng ta sau này muốn thế nào thì thế đó. Đừng nghe ba con, Miên Miên tự mình vui là được rồi. Ừ, Miên Miên thích bà nội nhất. Tối hôm đó, Miên Miên đang ngủ say bỗng toát mồ hôi. Không ổn rồi, đại ca gặp nguy hiểm. Ba ơi, đại ca gặp nguy hiểm rồi. Diệp Mộ Bạch nghe lời Miên Miên nói, lập tức không chậm trễ, trực tiếp cầm điện thoại lên gọi. Diệp Kỳ Sơn, người con đang ở trong quân đội. Đầu dây bên kia, lần này Diệp Kỳ Sơn biết được một số tin tức nội bộ, vội vàng nói hết những gì mình biết. Đội quân của Vũ Trạch bị quân địch tập kích, cả đội chỉ có mình anh ấy sống sót. Nhưng giờ anh ấy lại mất tích. Kết hợp với vụ tập kích lần này, cấp trên nghi ngờ anh ấy tiết lộ bí mật, hiện đang truy nã anh ấy khắp nơi. Việc chúng ta cần làm bây giờ là nhanh chóng tìm ra anh ấy, bất kể kết quả thế nào. Trước tiên phải đảm bảo an toàn cho anh ấy đã. Lời của Diệp Mộ Bạch khiến mọi người trong nhà Diệp đại ca phản bội, nói khó nghe chính là bán nước. Tội danh lớn như vậy đổ xuống, ai cũng không gánh nổi. Tội của kẻ ngu, sao lại không có con? Con cái nhà Diệp chúng ta dù có chết cũng không thể làm chuyện như vậy. Đứa cháu Đình Nhi của ta năm 18 tuổi nhập ở trong quân đội hơn chục năm, trung thành tuyệt đối với đất nước, không ngờ cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này. Ba, chuyện còn chưa điều tra rõ. Ba đừng kích động, chúng ta cũng phải tin tưởng. Đất nước nhất định sẽ không oan uổng bất kỳ một chiến sĩ nào chiến đấu vì tổ quốc. Đại ca là người hùng trong lòng em. Tính cách của anh ấy thế nào, chúng ta hiểu rõ hơn ai hết. Có chết em cũng không tin đại ca vì lợi ích cá nhân mà làm chuyện gây hại lợi ích quốc gia. Miên Miên có thể tìm được đại ca. Câu nói này vừa thốt ra, mọi người trong nhà lập tức nhen nhóm hy vọng, đều đặt ánh mắt lên người Miên Miên. Chỉ cần có đồ của đại ca là được. Quần áo của anh ấy đều ở trong phòng. Như vậy được không? Được mà, đại ca sẽ không sao đâu. Miên Miên đã nói rồi mà. Rất nhanh, lão thái thái liền sai người mang quần áo của đại ca đến, đưa vào tay Miên Miên. Miên Miên lấy ra từ trong túi nhỏ một tấm gương bắt và mấy tờ bùa, đặt lên bàn. Cô bé ngồi xếp bằng trước bàn, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm, mũi miệng cử động. Giây tiếp theo, tờ bùa vốn để trên bàn lại trực tiếp bay lên, tự bốc cháy trên không trung. Miên Miên khóc lên một tiếng, ngón tay mũm mĩm chỉ vào gương bát quái, một tia sáng vàng như bay vào trong gương. Tiếp theo, gương bát quái đang lay động lại trở nên yên tĩnh. Trong gương xuất hiện một hình ảnh, chính là đại ca Diệp Vũ Trạch. Lúc này anh ấy toàn thân đầy nằm ở một nơi tối đen, nhìn vẻ mặt thì vết thương rất nghiêm trọng. Nơi này có vẻ là một hang động. Miên Miên, có thể tìm cách nhìn rõ môi trường bên ngoài không? Ba ơi, trên bộ quần áo này, khí tức của nhị ca đã rất ít rồi. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy bản thân đại ca thôi. Miên Miên, con không thoải mái à? Ba ơi, Miên Miên mệt lắm, muốn đi ngủ. Vừa dứt lời, giây tiếp theo Miên Miên đã ngủ thiếp đi. Anh đưa Miên Miên về phòng trước. Đưa Miên Miên về phòng xong, Diệp Mộ Bạch mới gọi điện cho Diệp Kỳ Sơn, kể lại tình hình họ vừa nhìn thấy. Anh, các anh ở tận Diệp Thành, sao lại biết tin tức của Vũ Trạch? Chuyện này nói ra dài dòng lắm, tóm lại em hãy nhanh chóng thông báo bên đó đi. Con trai của anh hiểu rõ hơn ai hết. Nó tuyệt đối không phải hạng người đó, hy vọng đất nước sớm minh oan cho nó. Anh yên tâm, em nhất định sẽ đưa Vũ Trạch trở về an toàn.
Con quỷ nữ này đã chết hơn ngàn năm, nhưng cũng bị cô bé 3 tuổi rưỡi dễ thương làm cho run rẩy, cuối cùng còn khóc thét lên, hoàn toàn mất hết phong độ của một con quỷ dữ. Chị cầu xin tiểu thiên sư có thể nương tay. Nghị ca, hôm nay Miên Miên có thể đi làm cùng anh được không? Miên Miên, cho ở nhà chơi với ông bà được không? Chúng ta đều ở nhà chơi với con. Đúng vậy Miên Miên, ông nội dẫn con đi câu cá nhé. Ai ngờ Miên Miên lắc đầu, nũng nịu nói, ông bà ơi, hôm nay Miên Miên muốn đi với nhị ca cơ, được không ạ? Cúc cưng kéo tay Lão Thái Thái, nũng nịu làm nũng. Cúc kéo dễ thương như vậy làm nũng, ai mà chịu nổi chứ? Được rồi, nếu Miên Miên của chúng ta muốn đi với nhị ca, thì cứ đi đi. Nói xong Lão Thái Thái nhìn chằm chằm Diệp Vũ Thần, nghiêm túc dặn dò, lão nhị, cháu phải chăm sóc Miên Miên cho tốt, không được để nó rời khỏi tầm mắt của cháu một giây nào. Vâng, cháu hiểu rồi. Sao Miên Miên đột nhiên lại muốn đi làm với nhị ca nhỉ? Vì Miên Miên thích nhị ca mà. Nếu người khác nói câu này, Diệp Vũ Thần chắc chắn sẽ trợn mắt, rồi trực tiếp bảo người ta cút đi. Nhưng từ miệng em gái bé bỏng của anh vốn lạnh lùng lập tức nở nụ cười. Nhị ca, bà và ông nói, hôm nay anh không được bỏ rơi Miên Miên đâu đấy. Nhị ca chắc chắn sẽ không bỏ rơi Miên Miên đâu. Nhân viên lễ tân ở quầy tiếp thấy tổng giám đốc bế một cô em gái nhỏ đến công tác, nhiên để nội suýt rớt cả hàm dưới. Sếp ơi, khi nào kết hôn vậy? Đã có con rồi cơ à? Đây đúng là kết hôn bí mật mà. Người phụ nữ nào mà số đỏ vậy, lại có thể sinh con cho sếp? Nhị ca, đây chính là nơi anh đi làm à? Ừ, Miên Miên thích chỗ này không? Không thích. Đôi mắt tròn xoe của Miên Miên nhìn chằm chằm vào một góc. Vừa mới bước vào đây, cô bé đã nhìn thấy ở góc đó có một nữ quỷ. Vì bây giờ là ban ngày, nữ quỷ không thể thấy ánh mặt trời nên đã trốn ở góc tối đó. Diệp Vũ Thần hơi ngạc nhiên, một câu không thích của Miên Miên làm anh rối bời. Tại sao lại không thích? Tại vì cô ta kìa, tại cô ta mà cả văn phòng đều âm khí nặng nề. Diệp Vũ Thần nhìn theo hướng tay Miên Miên chỉ thấy một góc tối, không có gì cả. Anh nhíu mày, qua hai ngày ở cùng, anh biết Miên Miên tuyệt đối không nói bừa. Miên Miên, ở đó có người à? Không phải người. Cô bé bước đi bằng đôi chân ngắn về phía đó. Hồn phách của người phụ nữ dựa vào tường, đối mặt với Miên Miên đã run rẩy. Tại sao cô lại quấn lấy anh trai tôi? Miên Miên cố ý phát ra khí thế, áp bức nữ quỷ đến mức không nói nên lời. Thấy vậy, Miên Miên thu lại chút khí tức, khoanh tay trước ngực, cục kẹo nhỏ tạo dáng oai phong lẫm liệt. Đôi mắt to sáng long lanh nhìn chằm chằm vào nữ quỷ. Tiểu đại sư tha mạng, tôi cũng bị nhốt ở đây. Bản thân tôi căn bản không ra khỏi căn phòng này được. Vậy tại sao cô lại ở đây? Tôi không biết. Còn không thành thật, tôi sẽ ra tay đấy. Đừng, tôi vốn là người thời quang tự nhà Thanh. Lúc đầu vì tình mà tìm đến cái chết. Sau khi chết vẫn không thể đầu thai, linh hồn bị nhốt trong mộ của chính mình. 10 năm trước bị mấy tên trộm mộ đào mộ, mang tôi ra ngoài. Nữ quỷ càng nói càng buồn, đành khóc lớn lên. Nhưng tiếng khóc của quỷ thực sự quá chói tai. Miên Miên vội vàng vẫy tay, đừng khóc nữa, nghe không hay đâu. Nữ quỷ vội vàng ngừng tiếng khóc, tiếp tục nói, sau đó khi tôi lang thang ở nơi hoang vu, gặp một tên đạo sĩ xấu xa, hắn bắt tôi. Đến khi tôi được thả ra thì đã ở đây rồi. Vậy cô ở đây bao lâu rồi? Định làm gì? Tôi đã ở đây 3 năm rồi. Tên đạo sĩ đó bảo tôi trông chừng anh ta, bảo tôi canh chừng anh ta, không cho bất kỳ phụ nữ nào đến gần anh ta. Vậy cô có hại ai chưa? Ôi trời, tôi đâu có tu vi gì, chỉ có thể dọa mấy người phụ nữ vô tri thôi, chưa từng hại ai cả. Miên Miên quay đầu nhìn Diệp Vũ Thần đang ngơ ngác, yếu ớt nói, nhị ca, anh có phải đắc tội với phụ nữ không? Miên Miên, ai nói với em những điều này? Không ai nói với em cả. Còn mà nữ đó nói có người bảo cô ta ở chỗ anh, không cho bất kỳ phụ nữ nào đến gần anh. Miên Miên nghĩ, loại chuyện này chắc chắn chỉ có phụ nữ mới làm thôi. Nếu là kẻ thù, chắc chắn sẽ muốn lấy mạng nhị ca. Miên Miên nói không sai, nếu thật sự là kẻ thù sắp đặt, còn mà nữ này chắc chắn sẽ hại mình. Nhị ca, Miên Miên, thu con mà nữ này trước đi. Miên Miên lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đi đến trước mặt nữ quỷ, ngẩng đầu nói, tự vào đi. Nếu tôi ra tay, cô sẽ rất đau đớn đấy. Nữ quỷ nhìn đôi mắt hốt hồn của Miên Miên, cuối cùng ngoan ngoãn bay vào bình sứ. Nhị ca, xong rồi nè. Miên Miên, con quỷ đó ở trong bình của em à? Đúng vậy nhị ca, người hại anh xấu lắm, không muốn để anh lấy vợ. Miên Miên, sau này không được nói lung tung những lời này nhé. Nhưng tiểu phúc tử nói, đàn ông sớm muộn gì cũng sẽ lấy vợ mà. Em biết vợ là gì không? Không biết. Không biết còn nói bừa. Được rồi, đói bụng chưa? Nhị ca đã bảo người mua cho em ít bánh ngọt này. Bánh ngọt? Miên Miên vừa nghe có bánh ngọt ăn, đôi mắt tròn xoe lập tức sáng lên, nước miếng cũng không nhịn được chảy ra. Nhị ca, tốt quá, Miên Miên thích nhị ca nhất. Diệp tổng, khách hàng đã đến phòng họp rồi.
Được, tôi đến ngay. Khuôn mặt Diệp Vũ Thần vốn đang cười lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn Miên Miên ôn hòa nói: Miên Miên, em đợi nhị ca ở đây một lát nhé. Nhị ca đi học, lát nữa sẽ đến tìm em. Nhị ca, Miên Miên muốn đi cùng anh, được không? Miên Miên sẽ rất ngoan, sẽ không làm phiền anh đâu. Diệp Vũ Thần nhìn đôi mắt tròn xoe của Miên Miên, bên trong toàn là mong đợi, lập tức mềm lòng. Được, vậy đi cùng nhị ca nhé. Vũ Thần, đây là... Diệp Vũ Thần lạnh lùng bước đến vị trí phía trên ngồi xuống, đặt Miên Miên lên đùi mình. Không thèm biết người phụ nữ lấy một trực tiếp mở lời. Cô Lục, chúng ta vẫn nên nói về chuyện hợp tác thôi. Lục Tư Nhã giờ đâu còn tâm trạng nói chuyện hợp tác, ánh mắt chằm chằm nhìn Miên Miên, hận không thể bóp chết cô bé. Cô ta cố nén cơn giận trong lòng, tức tối ngồi xuống. Diệp Vũ Thần, 3 năm không gặp, anh đã có con rồi cơ à? Nghe giọng điệu châm chọc này, Diệp Vũ Thần vẫn không hề động lòng. Miên Miên nghiêng đầu nhìn Lục Tư Nhã, ngây thơ hỏi: Cô ơi, cô là bạn gái của ba cháu à? Miên Miên, đừng nói bậy. Ba ơi, Miên Miên không nói bậy đâu, cô này rất thích ba đấy. Hai tên buôn người lại dám liều mạng bắt cóc cô bé 3 tuổi dễ thương. Giây tiếp theo đã bị cô bé dễ thương đánh cho một trận, đè xuống đất cọ sát thật mạnh. Còn một tên thậm chí còn bị tiểu quỷ do Miên Miên nuôi dọa đến mức thành người thiểu năng. Diệp Vũ Thần, chỉ ngắn ngủi 3 năm, anh đã thay lòng đổi dạ, thật đáng ghét. Cô Lục, nếu tôi nhớ không nhầm, 3 năm trước, vì sự nghiệp, cô đã tự miệng nói chia tay ở sân bay. Đã vậy, giờ lại đến chất vấn, ý cô là gì? Tôi, Lục Tư Nhã ngây người, nhất thời không biết trả lời thế nào. Diệp Vũ Thần từ đầu đến cuối đều lạnh lùng. Người cũ, chuyện cũ, đã sớm quên lãng, không quan tâm thì sẽ không có bất cứ cảm xúc. Cô Lục không tiến đâu. Lục Tư Nhã không ngờ người đàn ông này lại vô tình như vậy, hung hăng trừng mắt nhìn đứa bé trong lòng anh, tức giận bỏ đi. Nhị ca, Miên Miên vừa rồi biểu hiện tốt không? Có vui không? Không vui, cô đó xấu lắm. Con ma nữ là do cô ta thả ra đấy. Sao Miên Miên biết là cô ta thả? Người thấy đấy, trên người con ma nữ có mùi, trên người cô ta cũng có. Mà Miên Miên rất không thích mùi trên người cô ta. Hôi lắm, người có mùi hôi đều là người xấu. Miên Miên, chúng ta về tiếp tục ăn bánh ngọt nhé. Miên Miên, có thể để nhị ca gặp con ma nữ đó không? Được chứ. Nói xong lấy ra bình sứ nhỏ thả con ma nữ ra, lại xoa mắt Diệp Vũ Thần vài cái. Mở mắt ra lần nữa, một nữ quỷ mặc trang phục cổ đại, tóc tai rối bù xuất hiện trước mắt anh. Ta hỏi ngươi, ai đưa ngươi đến đây? Anh trai tôi hỏi cô đấy, cô phải trả lời thành thật nhé. Là một người phụ nữ đưa tôi vào đây, cô ta bảo tôi ở lại đây, ngăn cản bất kỳ phụ nữ nào tiếp cận anh. Cô ta còn cúng một con búp bê, nói rằng có con búp bê đó, anh sẽ không thích người khác nữa. Lúc đầu nói chia tay là cô ta, sau lưng làm mấy trò nhỏ này cũng là cô ta. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Hừ, lừa đảo. Toàn là lừa đảo. Lúc này Lục Từ Nhã trợn mắt kinh ngạc, toàn thân toát lên vẻ điên cuồng. Cô ta lấy ra điện thoại, bấm một dãy số, trực tiếp gầm lên, đồ lừa đảo. Lúc đầu không phải nói là bạn vô nhất thất sao? Giờ anh ta đã kết hôn sinh con rồi. Đồ lừa đảo, tôi không tha cho ông đâu. Cô Lục, lúc đầu lão đảo đã cảnh cáo cô rồi. Trong phòng ngủ của anh ta cũng phải để một cái, nhưng cô tự mình không để vào được. Cái này không thể trách lão đảo được. Còn nữa, cô không phải cũng cúng một con búp bê quỷ sao? Thứ này là đồ bên Thái Lan đấy, rất linh nghiệm, sao cũng không có tác dụng. Bây giờ ông còn cứu vãn được không? Cứu vãn thì vẫn được, nhưng cô cũng biết đấy, giá cả, tôi sẽ trả cho ông giá gấp đôi. Sắp xếp ngay đi. Được, tôi lập tức qua tìm cô. Cúp máy, Lục Tư Nhã siết chặt điện thoại, dường như muốn bóp nát nó. Diệp Vũ Thần, kiếp này anh đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Cho dù anh đã kết hôn, tôi cũng bắt anh phải bỏ vợ, chỉ được yêu mình tôi. Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên, lại bấm một dãy số khác. Bắt cóc cho tôi một người, không cần quan tâm sống chết. Nhị ca, Miên Miên muốn đi vệ sinh. Miên Miên nhịn thêm chút nữa, lát nữa đến nhà hàng rồi. Đi ở đó nhé. Miên Miên rất gấp. Nhị ca cứ đợi em ở ngoài là được rồi. Nói xong liền đi vào nhà vệ sinh. Diệp Vũ Thần đành đứng ở ngoài chờ. Khoảng 10 phút trôi qua, Miên Miên vẫn chưa ra. Diệp Vũ Thần lập tức hơi sốt ruột. Miên Miên, đúng lúc này có một phụ nữ trung niên muốn vào. Diệp Vũ Thần cũng không màng gì khác, vội vàng kéo người phụ nữ nói: Thưa chị, làm phiền chị giúp tôi xem. Bên trong có bé gái nào không? Cháu đã vào trong rất lâu rồi. Được, anh chờ một chút nhé. Khi người phụ nữ bước ra lần nữa, trực tiếp nói với Diệp Vũ Thần: Anh ơi, bên trong không có bé gái nào như anh nói cả. Không thể nào. Miên Miên, Miên Miên. Cuối cùng vẫn là chị gái kia giúp anh giải thích một chút. Những người trong nhà vệ sinh nữ mới bất mãn bước ra. Miên Miên, Diệp Vũ Thần hoảng hốt, lấy điện thoại ra bấm vài số. Chú ơi, đây là đâu vậy? Cô bé, cháu nghe lời nhé, chú sẽ không làm hại cháu đâu. Chú ơi, anh trai cháu còn đang đợi cháu. Các chú nhanh đưa cháu về đi. Về muộn anh ấy sẽ lo lắng đấy. Hừ, im miệng. Nói nữa tao đánh mày.
Đại ca, con nít biết gì đâu, không khóc là tốt rồi. Mày cũng im miệng, lão tử dẫn mày ra ngoài là để kiếm tiền. Nhưng may mà lòng dạ đàn bà, tay chân mềm yếu thế, thì kiếm được tiền lớn thế nào? Ngồi yên đó, làm theo lời tao. Chú ơi, ấn đường chú đen thôi, sắp gặp đại họa rồi. Con nhóc chết tiệt này, tao cho mày nói bậy. Chú ơi, chú thật sự rất thôi. Miên Miên không muốn để chú chạm vào, sẽ làm bẩn. Vậy công chúa của Miên Miên, Miên Miên chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn người đàn ông, hoàn toàn không hề sợ hãi chút nào. Người đàn ông bị một đứa trẻ mắng như vậy, lập tức nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt tàn nhẫn, đã nảy sinh ý định giết người. Đã bảo tránh xa ra rồi mà. Miên Miên vỗ vỗ tay, vẻ mặt khinh bỉ nhìn gã đàn ông ngã vật ra như heo chết. Lý Tam, giết hắn đi. Đại ca, tôi không làm được, vô dụng. Đồ bỏ đi. Chú ơi, chú vẫn tính là người tốt đấy. Sư phụ nói cấm ác, đen tối gì đó. Ôi chao, dù sao chú đừng chơi với tên xấu xa này nữa. Không thì chú cũng sẽ học hư đấy. Lý Tam, mày không ra tay nữa, sau này tao tuyệt đối không quản chuyện sống chết của mày nữa. Hừ, đã bị thương nặng như vậy rồi, mà còn nghĩ đến chuyện giết Miên Miên. Lòng dạ người này cũng quá đen tối. Đại ác nhân, Miên Miên, rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Để mày làm kẻ xấu, đánh, đánh ngã xuống. Đợi đến khi Miên Miên đã phát tiết hết cơn tức giận trong lòng, mới dừng tay lại. Lúc này người đàn ông đã thoi thóp, chỉ còn thở thoi thóp. Sư phụ nói không được đánh chết, không thì sẽ mang tội sát sinh. Hừ, để lại cho ngươi một hơi thở vậy. Ai, đại ca, lại bị một cô bé 3-4 tuổi đánh đến mức không đứng dậy nổi. Chú ơi, cháu muốn về nhà, chú có thể đưa cháu về được không? Tiểu cô nương, cháu tìm chú công an được không? Sư phụ nói nếu không tìm được nhà thì tìm chú công an. Nhìn dáng vẻ ngây thơ vô tội của Miên Miên, Lý Tam thực sự bó tay, liên tưởng đến cô bé lâu ly tơ quái lực vừa đánh người lúc nãy, giọng nói ngọt ngào êm ái, dáng vẻ mềm mại dễ thương, sao lại có sức mạnh lớn vậy mà còn rất bạo lực nữa. Thấy Lý Tam mãi không nói, Miên Miên mở lòng bàn tay, lễ phép hỏi, chú có thể cho cháu mượn điện thoại không? Miên Miên chớp chớp đôi mắt to, khóe miệng cong lên nụ cười gian xảo, thả con ma nữ trong bình xứ ra. Quỷ, cứu mạng. Cô gái trà xanh vì muốn giành được tình cảm của tổng tài, lại tàn nhẫn gieo rắc si tình cổ. Tuy nhiên Miên Miên bên này lại hoàn toàn không hay. Cô bé 3 tuổi dễ thương sẽ phá cục thế nào đây? Lúc Diệp Vũ Thần, lúc đi, con đã hứa thế nào? Giờ Miên Miên của tôi đâu rồi? Nói cho tôi biết, Miên Miên của tôi đang ở đâu? Nhìn Diệp Mạc gần như phát điên, Diệp Vũ Thần không nói nên lời. Là anh làm mất em gái, anh không thể tha thứ cho mình. Lúc này tất cả các phương tiện truyền thông của Dạ Thành đều đang liên tục đăng tin tìm người, mọi tuyến đường giao thông cũng đều bị phong tỏa. Lúc Tư Nhã nhìn thông báo tìm người khắp nơi, trong lòng hơi hoảng sợ, hóa ra đứa bé đó là em gái của Diệp Vũ Thần, chứ không phải con gái. Lý Tam sẽ không thật sự giết chết đứa bé đó chứ? Nếu đứa bé đó thật sự chết, thì kiếp này tôi sẽ không thể nào có kết quả với Diệp Vũ Thần. Xem ra hai anh em Lý Tam không thể sống sót rồi. Cháu à, chúng tôi đã thông báo cho ba cháu rồi, ông ấy sẽ đến đón cháu ngay thôi. Cảm ơn chị xinh đẹp. Miên Miên dùng điện thoại của Lý Tam báo cảnh sát. Khi họ đến, nhìn thấy hiện trường thảm khốc, đều sửng sốt đến mức không nói nên lời. Hai người đàn ông trưởng thành bắt cóc một bé gái, lại có một người bị đánh gần chết, một người sợ hãi run rẩy liên tục, nói năng không rõ ràng, miệng còn kêu có ma, hỏi gì cũng không trả lời được. Lại nhìn Miên Miên, cô bé bị bắt cóc lại thoải mái, không hề bị kinh hãi chút nào. Thấy cảnh sát đến, con ngọt ngào gọi chú. Miên Miên, ba, bảo bối nhỏ của ba. Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi. Ba ơi, Miên Miên suýt chết rồi. Miên Miên bị thương ở đâu? Không bị thương. Ba ôm chặt quá. Miên Miên trước mắt nhìn ba, ánh mắt lại vượt qua ông. Nhìn thấy các anh ở phía sau. Anh ơi, nhiều quá. Gọi một hơi không hết, đành gọi trực tiếp là anh thôi. Mình thật sự rất thông minh. Nhị ca à, Miên Miên không sao đâu. Bọn xấu xa đều bị Miên Miên đánh thật rồi. Nói xong ngẩng mặt lên đắc ý, vẻ mặt cầu khen ngợi. Lời nói của cô bé khiến cả nhà họ Diệp đều sửng sốt. Diệp Mặc Bạch nhìn cảnh sát với vẻ nghi hoặc, ánh mắt mang ý hỏi han. Tại đồn cảnh sát ngoại Âu, gia đình họ Diệp nghe cảnh sát miêu tả hiện trường đều kinh ngạc vô cùng. Họ cùng nhìn Miên Miên. Ma, có ma. Về đến nhà, Diệp Mặc Bạch nhận được tin từ đồn cảnh sát, người đàn ông bị thương đã tỉnh lại. Qua thẩm vấn, họ khai tình cờ thấy Miên Miên một mình vào nhà vệ sinh, nảy sinh ý định bắt cóc để tống tiền ba cô bé. Tên xấu xa đó nói dối đấy. Miên Miên, con biết ai bắt cóc con không? Tên xấu xa đó rõ ràng có người muốn giết Miên Miên mà. Khuôn mặt Diệp Mặc Bạch lập tức tràn ngập giận dữ. Vốn tưởng chỉ là một vụ bắt cóc đơn thuần, xem ra là có kẻ thật sự muốn lấy mạng con gái của Diệp Mặc Bạch. Miên Miên đừng sợ,
Có ba ở đây. Không ai có thể làm hại bảo bối của ta. Diệp Mạc Bạch xoa đầu nhỏ của Miên Miên, đôi mắt tỏ ra ánh nhìn lạnh lẽo. Bất kể đối phương là ai, có mục đích gì, dám ra tay với con gái ta, thì đừng trách ta tàn nhẫn. Có chuyện gì sao? Vũ Thần, ba năm không gặp, em rất nhớ anh. Nhớ lắm, rất nhớ. Lục Từ Nhã rơi nước mắt, vẻ mặt đáng thương. Phải nói rằng, cô ấy rất giỏi tỏ ra yêu đuối. Quả nhiên nhìn thấy cô ấy như vậy. Diệp Vũ Thần nghiêng người, nhẹ nhàng nói một câu, vào đi. Nói đi, nói đi. Đến đây làm gì? Vũ Thần, em xin lỗi. Sáng nay em hiểu lầm anh rồi. Chuyện em gái anh, em đã xem trên tin tức. Nghe nói đã tìm thấy người rồi. Cô bé không sao chứ? Nếu cô chỉ đến để nói những điều này, thì xin phép về đi. Không, em đến không chỉ để nói những điều này. Vũ Thần, năm đó chúng ta cũng từng yêu nhau. Lúc đó còn trẻ không hiểu chuyện. Nghĩ đến chuyện giận dỗi anh nên mới đòi chia tay. Em biết là lỗi của em. Bây giờ chúng ta đều độc thân. Giữa chúng ta cũng không có người thứ ba. Chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Không thể. Lục Tư Nhã thực ra rất rõ ràng. Việc bị từ chối là điều đã lường trước. Mục đích chính cô đến đây hôm nay cũng không phải để cầu hòa. Vũ Thần, em có thể vào phòng ngủ xem một chút được không? Đã không thể khôi phục tình cảm của chúng ta, vậy thì ít nhất hãy để em hoài niệm một chút. Em chỉ xem một cái thôi. Em hứa sau này tuyệt đối sẽ không quấy rầy nữa. Tùy cô thôi. Được anh đồng ý. Lục Tư Nhã nén niềm vui trong lòng, vẫn tỏ ra vẻ buồn bã. Chậm rãi bước vào phòng ngủ. Căn phòng này đã không còn bất kỳ dấu vết tình yêu nào của họ. Tất cả mọi thứ bên trong đều đã thay đổi. Kể cả chiếc giường cũng không phải của trước đây. Diệp Vũ Thần, anh thật tàn nhẫn. Đối với em, anh thực sự không có chút lưu luyến nào sao? Buông tay một cách kiên quyết như vậy. Đã như vậy. Ngày hôm sau, Diệp Vũ Thần tỉnh dậy, mở mắt ra theo bản năng nhìn sang bên cạnh. Nhìn thấy giường trống không? Trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Cầm điện thoại lên trực tiếp bấm một dãy số. Alo, Vũ Thần. Dậy rồi à? Cùng ăn sáng nhé, có được không? Không ngờ thứ lão đường đưa lại hiệu quả như vậy. Chỉ một đêm thôi, Vũ Thần đã như biến thành một người khác, lệ thuộc vào mình như vậy. Được, anh đến tìm em. Em dậy rửa mặt trước đi. Anh đến đón em đi quán trà em thích nhất. Ừ, được, em đợi anh. Cúp điện thoại, Lục Tư Nhã không nhịn được cười thành tiếng. Biết trước hiệu quả như vậy, lúc trước em đã tìm mọi cách để đặt thứ đó vào phòng ngủ của anh. Ba năm qua em cũng đã không phải khổ sở nhớ nhung như vậy. Lão gia, đây là con nhà ai vậy? Thật đáng yêu, là nhà tôi. Lão gia tự hào trả lời, chiều mến nhìn cháu gái nhỏ của mình. Trắng nõn nà, mũm mĩm, đôi mắt tỏ rất linh động. Nhìn là thế đáng yêu. Thế nào, cháu gái tôi dễ thương chứ? Mấy người nhìn Miên Miên, đều không hẹn mà cùng gật đầu. Miên Miên cười ngọt ngào, mở miệng gọi, chào các ông ạ. Ôi cái miệng nhỏ ngọt xớt. Đúng là trông như búp bê tây vậy. Thật đáng yêu. Lão Diệp cho tôi ấm cháu một cái đi. Đừng có mơ, cháu gái nhà tôi không cho người ngoài ấm đâu. Vẻ mặt kiêu ngạo của lão gia Diệp khiến mấy người kia tức nghiến răng. Lão Diệp, đây chính là chỗ sai của ông. Trong mấy nhà chúng ta chỉ có nhà ông có cháu gái. Chúng tôi cũng không làm khó ông. Ông một cái cũng không được sao, thật là keo kiệt. Hừ, mấy lão già này không rửa tay, không khử trùng. Đương nhiên không thể ôm trẻ con rồi. Hừ, nhìn thấy ánh mắt đa tình của lão gia Diệp, mấy người kia suýt nữa nghiến nát răng. Miên Miên không hiểu sự ganh đua giữa mấy ông già này, nói bằng giọng mềm mại. Ông nội ơi, Miên Miên muốn xuống. Miên Miên muốn làm gì? Ông nội dẫn cháu đi nhé. Khi đến việc Miên Miên mới bị bắt cóc hôm qua, lão gia giờ vẫn còn sợ hãi nên tuyệt đối không dám buông tay. Miên Miên chỉ vào cậu thiếu niên đang ngồi bên bàn cờ, nói một cách yếu ớt, Miên Miên muốn chơi với anh này. Miên Miên vừa nói xong, lão gia Diệp mới chú ý tới cậu thiếu niên đang ngồi bên cạnh. Đứa trẻ này trông rất xa lạ, nhìn qua thì cùng tuổi với lão thất lão bát, nhưng lại có cùng sở thích với đám lão gia bọn họ, chơi cờ. Lúc này, tất cả sự chú ý của cậu thiếu niên đều đặt trên bàn cờ. Đây là một bàn cờ do một cao thủ trong công viên bày ra, đã hơn một năm rồi mà chưa ai giải được. Tiểu ca ca, chào anh, đang nghiên cứu bản cờ. Cậu thiếu niên say mê nghe thấy giọng nói mềm mại này, sắc mặt nghiêm túc, quay đầu lại thì đối mặt với một em bé đáng yêu. Em bé dễ thương 3 tuổi rưỡi, không chỉ tay không nhấc được bàn đá cầm thạch nặng 500 cân, tùy tiện đưa ra một tờ bùa, còn là một chiêu bảo mệnh thần khí. Tiểu ca ca, anh đẹp trai quá. Em cũng rất xinh đẹp. Ừ, chúng ta đều đẹp mà. Giọng nói ngây thơ của Miên Miên khiến tâm trạng u ám của cậu thiếu niên dường như trong phút chốc đã tan biến mây mù. Nhưng chỉ là thoáng qua, nụ cười trên mặt biến mất. Em gái nhỏ, có duyên gặp lại. Tiểu ca ca, em tặng anh cái này để bảo vệ bình an nhé. Trong mắt cậu thiếu niên lóe lên một tia cảm xúc, đưa tay nhận lấy tờ bùa, nhẹ giọng nói, em gái nhỏ mau đi tìm ông nội của em đi. Anh phải đi rồi. Anh trai, tạm biệt. Lần này Miên Miên không đuổi theo, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn bóng dáng cậu thiếu niên rời đi, chu môi lẩm bẩm, tự nói với mình, anh trai gặp nguy hiểm rồi. Miên Miên, đang nói gì vậy? Không có gì đâu ông nội, chúng ta đi thôi.
Bóng dáng cậu thiếu niên rời đi vội vã, băng qua rừng cây nhỏ trong công viên, tốc độ cực nhanh, chỗ nào cậu đi qua chỉ để lại từng đạo ảnh. Phía sau có ba thiếu niên cùng tuổi với cậu, liên tục truy đuổi theo dấu vết của cậu. Tốc độ của mấy người cũng đều rất nhanh. Cuối cùng, trong một khu rừng rậm rạp, cậu thiếu niên bị ba người bao vây. 001, đừng chạy nữa, cậu chạy không thoát đâu. Hãy về với chúng tôi đi. Về ư? Về rồi kết cục sẽ bị hủy diệt sao? Tổ chức sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu. Tình cũ nghĩa xưa. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn về với chúng tôi sẽ không ra tay với cậu. Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi. Ngoan cố không nghe, giết chết không tha. Đúng lúc cậu thiếu niên đã tuyệt vọng, ngực đột nhiên nóng lên, một luồng ánh sáng vàng từ ngực phát ra, trong nháy mắt đánh ngã ba người. Nhân lúc sơ hở này, thân thể cậu thiếu niên chóng biến mất trong rừng cây rậm rạp. Chính tờ bùa này đã cứu mình. Cô bé kia rốt cuộc là ai? Một tờ bùa của cô bé lại có uy lực lớn đến vậy. Kết quả thế nào rồi? Có một tên sát thủ chết trong bệnh viện, còn một người nữa thì phát điên. Tạm thời vẫn chưa có manh mối, nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau. Nếu không, sự an toàn của Miên Miên sẽ không được đảm bảo. Lần sau không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.没问题，左下角库存有没有持续补上？左下角升级为24小时补货链接，库存没了立马补。就您那左下角，我上次点了都没有。爷爷光点哪行？你得完成下载才能领。我都领两台苹果了，不过华为是新加的吧，爸爸。没错，我怕粉丝不够点，把苹果升级为保底福利，人人有份。华为要点我左下角最新链接才能看到，上线自动弹出华为领取界面的。还真是，点完领取就立马收到发货短信了。要是搭配专属攻略，还有iPad Pro 配套送呢，不过先到先得。什么攻略啊？点我左下角链接就能看到了。填入专属礼包码，完成下载注册后，开局一键挂机，AI女仆全程带你刷图打怪，战力暴涨百亿，到时候苹果华为喜欢啥选啥。哦，那我下个领台点绵绵玩。 đương nhiên rồi, bất kể là ai dám động đến con gái của Diệp Mộ Bạch, còn nhất định phải bắt họ trả giá đắt. Ba ba, tên xấu xa đó đã chết rồi phải không? Miên Miên à, ba nói sai rồi. Nhiệm vụ của trẻ con là ăn uống cho tốt. Mấy chuyện này cứ để người lớn lo là được rồi. Ba hứa với Miên Miên, sau này sẽ không ai có thể làm hại Miên Miên nữa. Nhưng mà ba ơi, không ai làm hại Miên Miên cả. Miên Miên còn đánh ngã tên xấu xa đó nữa mà. Nhưng Miên Miên rất chú ý khi đánh người, sẽ không đánh chết người đâu. Sao lại chết được chứ? Miên Miên, sư phụ có dạy con võ thuật không? Không có, Miên Miên sức lực rất lớn đấy. Cục bông nhỏ đi đến trước bàn trà trong phòng khách. Bàn trà bằng đá cẩm thạch ít nhất cũng phải 500 cân. Nhưng Miên Miên không chút thay đổi sắc mặt, đưa bàn tay trực tiếp nhấc bàn trà lên, khiến lão gia, lão thái thái và Diệp Mộ Bạch trực tiếp há hốc mồm, không dám tin nhìn cục bông nhỏ đáng yêu kia. Miên Miên mau đặt xuống, đừng làm bị thương chính mình. Ba ơi, ba xem, Miên Miên có giỏi không? Miên Miên, sau này không được thể hiện sức mạnh của con trước mặt người ngoài, biết chưa? Tại sao vậy? Miên Miên còn nhỏ, đến khi lớn lên sẽ hiểu thôi. Tóm lại, cháu nhất định phải nghe lời ông nội, trừ khi bất đắc dĩ, tuyệt đối không được thể hiện ra. Miên Miên ngoan ngoãn gật đầu. Ba, có phải hơi thần kinh quá không? Con biết gì chứ? Miên Miên là thiên tài. Nếu bị những tổ chức nghiên cứu phương diện này phát hiện ra, năng lực đặc biệt này của nó không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên, phải cẩn thận trong mọi việc. Ba nói đúng, đúng là phải giấu tài năng. Trong một nhà hàng sang trọng ở Diệp Thành, Diệp Vu Thần dẫn Lộ Tư Nhã bước vào nhà hàng. Mấy ngày nay hai người luôn ở bên nhau. Từ sau hôm đó, tất cả tâm tư của Diệp Vu Thần đều đặt lên Lộ Tư Nhã. Mỗi lần gặp người khác, trong lòng lại cảm thấy bất an lo sợ. Cách họ không xa, một người đàn ông nhìn thấy họ, bắt xin nữa lời ra ngoài. Vũ Lâm, anh đang nhìn gì vậy? Chuyện hợp tác cứ nói với quản lý của anh là được. Anh có việc phải đi trước đây. Bước ra khỏi nhà hàng, anh ta trực tiếp lên xe riêng của mình. Vừa lên xe liền gọi điện cho Diệp Vu Thần. Trong phòng riêng, Diệp Vu Thần đang âu yếm với Lộ Tư Nhã, thấy em trai gọi điện tới, không suy nghĩ gì trực tiếp cúp máy. Điện thoại của ai vậy? Sao không nghe? Em trai anh lắm mồm, lười để ý tới nó. Lý Thần, khi nào anh dẫn em đi gặp gia đình anh? Chỉ cần em vui, hôm nay cũng được. Thật sao? Vậy em có phải chuẩn bị quà cáp gì không? Còn phải đi mua bộ quần áo gặp người lớn nữa. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô, Diệp Vu Thần xoa tay cô, xót xa nói, không vội đâu, những chuyện này anh sẽ chuẩn bị cho em. Bây giờ ngoan ngoãn ăn cơm đi, đừng để đói nhé. Vâng anh yêu. Diệp Vu Thần bây giờ đúng là đang si tình, chỉ cần là yêu cầu của Lộ Tư Nhã anh đều không từ chối, mọi chuyện đều theo ý muốn của Lộ Tư Nhã. Diệp Vũ Lâm trong xe nhìn cuộc gọi bị cúp máy, tức giận đến nghiến răng. Tên nhị ca này có vợ rồi là quên em trai phải không? Hừ, lát nữa về nhà xem tôi có mách cha không. Trong sân sau, Miên Miên đang rất nghiêm túc ngồi thiền trêu chọc lão gia. Lão thái thái cười tủm tỉm nhìn Miên Miên ngồi thiền, đang mải mê nhìn Miên Miên, một đôi tay trực tiếp che mắt lão thái thái. Mỹ nhân đoán xem tôi là ai nào?
ngoài chó tên khỉ này ra, còn có thể là ai nữa? Mới đi có bao lâu, đã dám đùa giỡn với ta rồi. Đúng là ăn gan hùm mật gấu mà. Đối với đứa cháu trái thiết với mình như vậy trong nhà, lão thái thái cũng rất yêu thương. Tám đứa cháu, ai cũng có tính cách trầm lặng. Chỉ có lão ngũ lão thất tính tình phóng khoáng hơn. Nhưng từ khi lão thất gặp chuyện, cả người cũng không thích nói chuyện, không đùa giỡn nữa. Được rồi, trước mặt em gái cậu, chú ý hình tượng một chút. Đây là em gái à? Lúc nói chuyện Miên Miên cũng đã ngồi thiền xong, thở ra một hơi đục nặng nề, từ từ mở đôi mắt to tròn. Vừa mở mắt đã thấy Diệp Vũ Lâm bên cạnh bà nội, lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Anh ơi, nghe tiếng anh ơi ngọt ngào này, trái tim Diệp Vũ Lâm bị đánh một cái thật mạnh. Thấy Miên Miên chạy về phía mình, vội vàng giang rộng vòng tay. Sau đó Miên Miên mạnh mẽ lao vào lòng anh. Miên Miên, sao em biết anh là anh trai? Em có xem ảnh của anh chưa? Vẫn chưa, nhìn thấy anh là biết anh là anh trai mà. Miên Miên thông minh thật. Đúng rồi, anh nói cho em một bí mật động trời này. Nhị ca tìm được bạn gái rồi. Nhìn bộ dạng đó, tình cảm có vẻ khá tốt. Nghe tin này, lão gia, lão thái thái lập tức hứng thú. Cháu nói thật đấy à? Mấy hôm trước mình mới xem bói cho nhị ca. Năm nay nhị ca không có vận đào hoa, nhưng lại có một kiếp nạn tình duyên. Cho nên nhị ca tuyệt đối không thể như ngũ ca nói, ngọt ngào với một cô gái được. Nói đến chuyện này, Miên Miên chợt nhớ tới con ma nữ mình thu phục. Lúc đó thu phục con ma nữ này chính là để tìm ra kẻ đứng sau điều khiển. Mấy ngày nay chơi vui quá, quên mất người ta rồi. Tối nay nhất định phải làm việc thôi. Mù ca ơi, chúng ta có thể đến chỗ nhị ca chơi không?